đã đến nơi rồi. Cực kỳ đông người luôn. Bao nhiêu người đang chờ xếp hàng để xem. Bây giờ phải treo lên đây. Gạch đúng không? Đây, 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 hai con đang bơi ngược lại này. Đấy. Đấy, có bao nhiêu con đang bơi lội ngược lại này. Đúng dòng nước xiết thì về hướng bên kia, xong rồi cá thì về hướng bên này. Đang bơi nè. Nice. Leo xuống tận bên dưới để đi ra xem tận nơi. Rất là gần. Mấy con nó đang cố bơi ngược lại đây. Xong rồi nó vừa nhảy lên một lúc. Xong rồi có con bị nước xiết quá đẩy luôn. Đấy. Mình đang đứng ở ngay cạnh bờ. Gì à? Đây này, đây này, đây này. Cố lên. Lội khó quá, phải đi một vòng. Mấy con cá này to lắm. Mình cũng chưa biết tên nó đâu. Bởi vì cá xanh mình chia rất nhiều loại, tí lên trên mới xem được. Mỗi một cái góc river sẽ có một dòng cá salmon khác nhau. Vừa rồi có con gần mình ơi là gần. Xong nó bị trôi về luôn xuống dưới. Ui, con này to chưa? Lên lên, cố lên. Ê ê, gần mình á. Nhưng mà nước nó xiết quá ấy. Ui. Đấy. Mấy con này yếu rồi. Cố lên nào. Ê, có một con nó luồn xong đi vào sang kia kìa. Đây đang còn một con đang cố vùng vẫy đây. Cái đoạn xiết nó ở giữa. Ô, đoạn góc này đang có rất là nhiều. Ô, có kìa. Xong rồi có bao nhiêu con seagull đang đứng kia để chờ. Một con đang lội này. Đấy. Vận tốc dư nguyên. Rất là nhiều con seagull đang chờ. Bây giờ thì mình sẽ đi ngược lại phía đầu nguồn để xem được nhiều cá hơn. Bởi vì nếu mà đi đến đoạn cuối kia thì rất là có ít con đang chơi với. Thì càng đi ngược về lại thì mới càng thấy được nhiều cá đang lội. Nó có hẳn cái trail cho mọi người đi bộ luôn, đông lắm. Đây, thường thì không biết đây có phải là chỗ nó đẻ chưa. Nhưng mà thường thì con cá cái sẽ tạo một cái lỗ để đẻ trứng. Xong rồi con đực sẽ thả sperm tinh trùng xuống để cho con... để mấy quả trứng nó mới nở ra được. Thì cũng phải có cá đực cá cái đi cùng với nhau. Đó. Ờ. Dùng cái đuôi để nó vẩy vẩy cái đá ra ngoài. Đây. Có rất là nhiều loại cá. Đây là cái vòng tái tuần hoàn của cá. Từ tháng 10 đến tháng 12 là ở đây cá nó thường lội về, chứ không phải lúc nào cũng xem được. Cũng chỉ có mấy tuần thôi. Xong đẻ trứng xong cuối cùng lại ấy, xong lại chết. Con này tên là gì? Ocean Gull Chum. Chum. Đừng có làm sợ mấy con cá nha. Đi một đoạn. Cái trail khá là dài. Thời tiết hôm nay thì không có nắng. May mà không mưa là cũng mừng lắm rồi. Clean up crew là những cái con vật mà sẽ ăn những cái con cá đã chết. Thực ra thì mình hiểu.
nhưng mình không biết dịch tiếng Việt sang mấy con này. Đấy, mấy con chim giống như kiểu thêm có cả quạ nữa. Bơi từ đầu ngoài này, đại dương, xong đi vào bên trong này. Xong đi đâu? Xong đi vòng, nó tự vòng vào đây à? To here. Right? Để nó đẻ vào đây. Yeah. Đúng rồi. Đi qua cây cầu, qua đến cái đoạn này nước chảy xiết chưa? Mà tất cả những cái cây ở trong đây đều có rêu mọc kín luôn. Tất cả các thành cành cây luôn. Bên này cũng vậy. Đấy, nhìn xanh dịu. Nhìn cái đoạn này này. Wow. Đi tiếp đây. Tổng số Simon comeback đây. Có từng đây con dòng chum Coho Chinook. Con này cũng rất là hiếm, có một con nè. 2023 cũng chỉ có một con. Đây là tính đến thời điểm này đấy. Ở đây thì họ đều có thể đếm được. Hay ha. Và trong đây có cái gì? Oh. Nice. Xong rồi nó cũng bắt cá luôn. Wow, con thật đấy. À, chạm bằng nửa tay. Ui. Ui, cảm giác nó thật dã man luôn. Nice. Con này cũng thật luôn. Egret. Thực ra có nhiều con mình đọc tiếng Anh còn xến vãi. Nhìn nó sạch chưa? Wow. Diều hâu với cú mèo các loại đây. Nói chung là theo quan điểm của người Việt mà cứ nhìn thấy cú mèo là điểm xấu. Nhưng mà với Tây thì họ không có quan tâm cho lắm, mà họ có khi còn thấy đấy là điều may mắn nữa cơ. Cho nên là mỗi một văn hóa lại khác nhau. Đây cũng là sừng của những con linh dương đấy. Đúng rồi. Sừng nặng đấy, bởi vì là thật mà. Các loại cá Simon. Đây, dòng mà mình vừa nhìn thấy là dòng chum. Thường thì cá mà hay ăn đây, soft eye. Chinook là cái cá vàng vàng vừa mình cũng nhìn thấy nha, chưa nhá. Chỉ nhìn thấy được toàn dòng chum thôi hay sao, mấy cái con màu đấy. Nó. Đây là cả quá trình nhá. Giải thích cho mọi người xem nhá. Ví dụ đây là những con cá mà đang ở ngoài đại dương rồi đúng không? Đấy, đi ra đại dương. Xong đi vòng lại về cửa sông. Xong rồi từ cửa sông lội ngược dòng phải nhảy. Đây. Lội, đây là nhảy upstream, có nghĩa là đi lội ngược dòng. Đến đây thì nó tạo thành những cái lỗ. Rồi nó bắt đầu đẻ. Đây là một đống trứng. Từ trứng là khoảng tầm trong 100 quả thì tầm 20 quả mới có thể sống sót thành những cái cá nhỏ này. Xong từ cá nhỏ này lại lội ngược ra đại dương. Từ đại dương lại đi đúng một vòng về như thế. Và trong một năm thì chỉ có tầm 3 tháng là cá có thể lội ngược dòng về chứ không. Mà đặc biệt là chỉ có ở BC nhá. À, hoặc là Alaska, còn những tỉnh khác là không có. Đấy, thế đây là mọi khi mọi người đến đây mà đúng cái dịp tầm mùa đông thì mọi người có thể đi xem cái này. Hay không? Đi tiếp đây. Ừ, con trăm. Còn một con đã chết và người ta mang lên. Người ta còn rạch bụng luôn rồi kìa. Những cái mang này. Bây giờ mà nó sống lại chắc giật mình. Móc luôn cả mắt rồi còn đâu nữa. Có hai con đang rất gần con cá. Xem con đấy nó có ngoạm không. Úi, nó trồng. Nó cuối giống là nó ăn. Mình sẽ thử đi về đầu nguồn xem. Còn mấy con đang chơi với ở đây. Tổng cộng là 3 con. Mà mình vừa thấy nó nhảy cái đoạn sông xong. Ly kỳ vãi. Thôi, hành trình đến đây là kết thúc. Cá hồi là cá return nha mọi người. Cá quay lại đó.
đi lên trên, lên đến gần đoạn sát đầu rồi. Và có mỗi một con này sống sót ở trên này thôi. Bây giờ phải từ từ mới đi ra được tiếp. Đây. Đấy. Một mình nó đang ở giữa đấy. Nhưng mà nếu mà nó muốn đẻ thì nó vẫn cần con đực để phối cơ. Hành trình của mình đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay là buổi ra ngoại của mình rất là thành công, mặc dù là hơi lạnh một chút nhưng mà mình đã được xem cá hồi lội ngược về dòng. Hồi xưa thì ở đây bao lâu cứ nghĩ là không được, nhưng bây giờ cũng đã nhìn thấy. Còn muốn được xem cá Simon Shock Eye nữa cơ, nhưng mà phải kiếm chỗ khác, không phải ở đây. Tạm biệt mọi người nha.